Macarena mà nó đủ mùi á nè. Nó có cái máy á, nó làm đủ mùi á. Paris. Sáng sớm dẫn Linh xuống bơi, hồ bơi rất là vắng cho nên tranh thủ cho Linh bơi được chút xíu ha. Ở đó deep á con, ở đó deep á, sao chứ con bơi được. Trời bây giờ là nóng 105 độ, cho nên lát trưa nóng người ta đâu. Hồ bơi lạnh hả? Lạnh hả? Dạ. Lên không? Dạ thích mà nước hơi lạnh nữa, dư em xuống hả? Chăm xuống. 1, 2, 3, go! Woo! Ok, con bơi là con hết lạnh liền, con bơi vòng đi. Bơi vòng chơi cho cô chú ông bà coi đi. Hồ bơi như cá gặp nước. Xin chào mọi người, một buổi sáng thật là đẹp trời. Trời ở đây rất là ấm áp, nhiệt độ hiện giờ là 105 độ. Wow, 105 độ là khoảng 39-40 độ. Ôi trời, ấm dễ sợ luôn. Cho nên bây giờ Linh xuống hồ bơi ấy, là đã nhất. Nhưng mà ông Lão không biết bơi cho nên xuống nhìn cho Linh bơi thôi. Giờ này sáng sớm mọi người còn đang ngủ, chưa ai thức dậy hết. Hồ bơi vắng cho nên đỡ quá. Không có bơi mà cũng phải đặt mặc đồ bắt chước giống cho Linh nữa nè, thấy không? Linh đứng lên chơi cho ông bà coi coi coi. À, giờ Linh mẹ mã giống nha. Trời nóng mà gió dễ sợ quá. Nóng quá, ở đây có cái outlet bự lắm. Không biết nắng quá, lát tôi đi outlet nổi không? Ba gia đình đi công việc rồi. Hiếu với lại cô Diễm thì vẫn còn ngủ. Tại vì hôm qua tới 2 giờ mấy 3 giờ mọi người mới đi ngủ. Ba gia đình đi làm công việc một chút. Bé trứng tuổi con rồng mà, cái này chắc con rồng nước á. Ngày hôm qua không có cho xuống hồ bơi là vô cái bồn ở trong phòng tắm á, hai lần ngâm mình chổng á. Và giờ chỉ còn có một mình Linh với lại một cái cô đó đang ôm trái banh cho nó nổi, chắc cô không biết bơi. Ok, giờ mình lên bơi nha. Rồi, 1, 2, 3, go! Bơi chút đã bụng hả? Bơi đã không? Đã hết. Trả lời giả thích giả muốn đàng hoàng. Trời ơi, cái non lên. Hey, nóng quá chịu không nổi. Hai mẹ con đi vô cái liều ngồi. Đang relax, đang ăn chip mà. Lên chưa con? Nghỉ bơi nha, lên nha.
hình như gió quá nó dẹp hết rồi, nó không có cho bơi nữa rồi. Hên ghê. Sáng sớm xuống cho Linh bơi được chút xíu. Giờ này dọn hết, dọn ghế, dọn bàn. Ngày thứ hai, gia đình mình đang đi ra ngoài đường nha. Mình sẽ đi đến Caesar. Giờ mình đi Caesar salad. Caesar ăn salad. Bên kia là Louis Vuitton, Tom Ford, Prada, Gucci, Marshall. Nguyên cái bản Cosmo mà nó rung rinh kìa, có khi mà cứ hết cái học thôi. Nguyên cái nó gió thổi quá nó rung rinh kìa. Chỉ cái hồi năm ngoái nó cháy trên đó. Dạ, năm ngoái nó cháy bản này. Nắng quá, xe tự động nữa. BMW này sợ nắng chả đông quá, còn Mỹ nó phơi nắng dữ lắm. Vắng quá, chỉ buổi tối nó đông nè ha. Giờ này đi trên đường vắng quá. Chủ nhật đó, ngày mai thứ hai ba tư. Đúng rồi, tối đi đông. Vừa nóng vừa gió vậy đâu. Cái cổng bự bự ra mình cũng không ngủ. Ừ. Còn bên kia đó Palace Station là anh cũng lộn hai ngày, cái Caesar Palace và Palace Station là cũng lộn mà. Yeah, cái đó ngon. Như cái này nó quẹo vô này. Nè, yeah, bá Thành muốn kem cho Linh nha. You want that Julia or Patrol? Patrol, please. Rồi cái loại này sao có bánh như đây nữa ta? Ngộ rồi. Trong pizza mà. Nguyên như cơ phát vậy ha. Nám bụi mình như cơ phát chứ không. Ok. Ok. Thử tận đi quý vị, to đã coi một cây lụ nè. Trời, có đèn trong đó hả? Có đèn trong đó. Trời, có đèn thế giới trong đó, đèn uống được không? Có đèn. Nè, quá. 1, 2, 3. Trời. Cùng nhau nha, cùng ly nha. Làm sao đổ nghe bà. 1, 2. Rồi. Ngậm hai ống luôn. 1, 2, 3. Nhìn hai ly kem ta. Wow, hấp dẫn quá. Vô. 1, 2, 3. Không. Thôi để em uống cho anh ăn ớt đi. Em uống hết, anh ăn ớt. Thương tôi kêu uống vậy. Sao anh nói ống nào cũng được. Lỡ uống này là ta cưới rồi. Uống của em á. Uống này em ấm, ấm này em uống này em ấm. Ống này em uống rồi đó. Chờ ta cưới rồi. Không được bỏ ống này. Cưới là phải đẻ. Nó nói bỏ 16 là 16 của cái tequila không á. Tức là 5 shot tequila, tequila control á. 1 shot thần thánh với 1 shot control.
một ly thì nó bán bao nhiêu tiền? Ba mấy đồng à? Mấy chục đồng một ly á hả? Vâng. Wow. Wow. Cái gì vậy lớn? À, cái gì vậy tỷ? Sao bắt cái gì vậy? Đi vòng vòng đi. Bởi vì cho ớt quá trời nè. Trời ơi. Hàng chi nó cháy ruột cháy gan luôn, 70 đồng một ly. Trời ơi. Thiếu không có hỏi trước. Gia Linh nó hốt một mớ sắp bình. Tại không có hỏi trước. Mình hưởng chút xíu chứ, trời gì bán thì cá mình phải hưởng chứ. Nhưng mà lâu lâu mình phải hưởng một lần. Trong đời mình phải hưởng một lần chứ. Phải hưởng chứ. Trời ơi. Phải uống cô Diễm ơi. Uống từ từ thôi. 70 đồng một ly nè cô Diễm ơi. Uống đồng quá à. Uống đi, 70 đồng. Mỗi đứa 35 đồng. Cái này là hai cái ly này mình về mình phải lọc. Tỷ, tỷ vô đây chụp hình nha tỷ. Phải lọc chiếu vô chân lên. Cái ớt này về phải phơi khô với hai cái ly lọc chiến chân lên cho nó đáng giá 70 đồng. 1, 2. Cái này có filter đó phải không? Ôi, 70 đồng nha quý vị. Cái chân mạng vậy. 70 đồng nha quý vị. Trời ơi, tôi nghe mà tôi nghe giá đó tôi không mua rồi. Tôi không muốn rồi. Chỉ có người sang trọng này mới mua thôi. Nhưng mà Hiếu đó cũng đúng, lâu lâu mình mới lên Las Vegas thì mình giúp đỡ cho kinh tế của Mỹ thôi. Không, một hình thức. Tại cái này nó xài cái loại rượu mất tiền, nó xài cái petrol dai mất tiền. 70 á. Trời ơi, mất tiền. Cô Diễm cũng ăn ớt dữ ha. Ớt luôn hả? Cái này nó ngọt ngọt, chứ nó không? It's very good ớt. Chưa, cái này nó ok. Ăn thử nha. Nó ok. Put the orange. Làm ăn thử này nha. Chili nè con. Linh. Chili là Linh. Em chili không? Em lên. Cái gì cay hả? Cô Diễm nó không có cay. Cô Diễm nó chứ ngọt. Trust me. Con phải trust cô Diễm. Cô Diễm nó ngọt. Nó là like thiệt mà. Thề. Cô Diễm ngọt. Thề. Đó. Thì Diễm nó là Diễm nó là Cô Diễm thề. Cô Diễm không thề. Cô Diễm có chít con không? Cô Diễm không có chít con. Thấy không? Rồi. Chịp. Không có cay, cô Diễm thì ăn mà dở rồi. Oh yeah, you should be. Trái ớt của Mỹ đúng quý vị. Nhìn giống như trái cà vậy. Như salad để mình chấm với ranch. Nhưng mà nó là giống ớt đúng không? Nó là giống ớt. Đúng không? Nó có mùi á. Chứ là salad đấy. Thơm. Thơm. It's very good. A lot of vitamin. Ngon lắm. Cánh mà cay quá anh chạy qua anh bỏ miếng kem cho Nguyễn này nó đẹp. Phải không? Lắp tiền. Ồ, miếng ăn rồi kìa. Cánh luôn rồi kìa. Wow, hay ta. Mình nói cô Diễm nghe coi nó có cay không? Không cay không? Không? Okay. Is it spicy? No. Bà làm hồ hả? Bà làm hồ. Ăn thử coi. Linh với mẹ hả? Mặc áo giống nhau á. Ba không có áo giống mẹ. Áo giống mẹ hả? Giống mẹ giống con. I mean. Con bắt bẻ ba quá à. Ở trên đây là cái những cái máy may mà Cinco thời xưa đó. Họ để dài để mà trang trí. Hay ha. Anh vô đi, anh vô đi. 1, 2, 3. Mọi người thấy Lộc ốm đó, nên rất là bồi dưỡng cho Lộc thêm một ly kem nữa. Nhất là anh Thành, anh bồi dưỡng cho Lộc thêm ly kem nữa. Này là Thành với Lộc hợp. Ăn gì hả? Chip cream hả? Giống nhau nè. Cùng cô nết với bà đi là. Bởi vậy không thấy hàng số 0. Thành Lộc hả? Thành Lộc. Thành Lộc, hàng số 0. Cái gì? Này số 1, này số 0 kìa. Thì nó hàng em số 0. Sao mà số 1 được? Nhìn vô kìa chị có hơi đồ. Nhanh nè, nhanh nè. Nó mở sơ mi nữa hả? Có chứ. Nút nào, hám nào còn nút. Ngạo qua nói quá, bên đây phải mai cáo bụng vô, hấp bụng vô. Áo sơ mi đứt nút ngay bụng hết rồi. Cái bụng nứt nút đâu có bận sơ mi được, cái phần áo luôn thôi.
hôm nay gia đình mình sẽ đi ăn Yamashiki. Hey. 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 Rồi. Đến nơi ăn thì em đỡ ngã gục. Thử thách menu này nó thử thách mình quá. Trời ơi, nhỏ dữ vậy không thấy gì luôn á. Nhóm của chúng em đã đến một cái tiệm ăn tên là Yamashiki. Đây vẫn những gương mặt cũ. Sake bây giờ mình đổi sake nào vậy? Vẫn những gương mặt cũ. Lần cũ mở lắm á, mười mấy năm mà lần đầu mới ăn. Hỏi nó như cái nào dễ uống. Ở mười mấy năm mà cũng lần đầu mới ăn ở đây, cũng không biết luôn. À. Tôi cái sake này có nhiều thế nào kìa. Quý vị đến Las Vegas thì thử tìm hiểu cái quán này nha. Sao rồi? Xin mời quý vị. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng cho ngày hôm nay. À, đói bụng lắm rồi. Ok, bây giờ mình cho coi một số thực đơn nha. Tên rất là đẹp. One night at Yama. One night một đêm thôi. Yo sexy, yo sexy. Con ngơ. Chica chica boom boom boom. Mad dragon. Double dragon. You are man too. Làm tôi là dần, làm như tôi là woman vậy đó. You are man too. Yeah. Sun on the beach. Oh my god. Snow in Vegas. Kiss the ass. Kiss the ass. Wow. Tên lạ quá. Hawaii. Harry Potter. Who is your daddy? Wow. Ghê quá. Dancing in the street hả? Huh? Wow. Dancing in the street. Trời ơi, có man whore. Man whore. Superman. Dancing in the sheet. Wow. Baby one more time. Baby one more time. Cô Diễm lựa cái món là Dress Me Baby. Trời ơi. Nói dài không biết nữa. Biết nữa. Here, Sochu, Sochu. Thầy Lộc thấy là có cái ông Ro Sushi là người Nhật rồi đó. À, ông đó đó, ông đó mất kiến. Ông đó có kiến đó, ông là người Nhật đó. Ông này đó, ông này người Nhật. Còn ông kế bên cũng là người Nhật, mà Nhật đi lai rồi. Tốt rồi, tốt. Tối nó quẩy mệt quá hả? Tại sáng nó bơi rồi, chiều đi một ngày. Đúng á, là 10 giờ phải check out. Nhưng mà hôm nay được Hiếu dùng mỹ nhân kế đã đánh có gì là siêu siêu lòng. À hả? Đã check out nó ok. Đã rụng một mớ lông mi nè. Đó. Về phải mua coi như vitamin giữ lông và heo đó, giữ lông để mọc lông mi lại đẹp. Coi như là đi chơi với cô Hiếu cũng có lợi ghê. Lợi hết. Quá lợi luôn. Đúng là tôi Lộc hay không bằng hên ha, cô Diễm ha. Yes. À, đi ngang qua cái Lộc thấy cái tên Yamashiki gì đó, Yamashiki. Kêu Lon lên check thì Lon check là 5 sao, 4 sao rưỡi. Vô đi ăn những cái món mà thay vị thôi, rất là ngon. Sáng 5 sao rưỡi, hôm nay mình phải giảm luôn chứ không lốt. Mình phải nói lố để cho... Sáng chút 5 sao rưỡi này. Sáng chút 5 sao rưỡi. Nói lố để cho trả giá bớt, là dừa không? Là dừa. Sao cô Diễm ăn thấy rất ngon không? Cream, nice, thank you. À. Con muscle á, họ chiên deep fry á, ăn ngon lắm, rất ngon. Salmon skin ham roll. Yeah, cái món này hấp dẫn. Spicy yellowtail. Spicy salmon. Wow, quá. Ok, ham roll là mỗi đứa lấy một cái đi. Oh.
anh ăn này này, cái đó là tempura, shrimp tempura. Gì? Cái gì? Look, Trust Me Baby. Trust Me Baby là món này là của cô Diễm Liên nè. Yes. À. Don't Believe Me là của ông Thành nè. Rồi. Cái này là tôm. Cái tôm này đó. Tôm sống. Xong cái đầu này cũng tôm đó. Họ chiên giòn. Họ dùng ăn cái đầu tôm, cái thịt tôm trước nha. Thank you. Wow, hấp dẫn, quá hấp dẫn. Chỉ có nhớ của Diễm Liên Trust Me Baby. Cái gì cô Diễm? Trời ơi, sao kêu dữ vậy cô Diễm? Cô Diễm à, đây như thế nào cô Diễm? Món nào nữa cũng mất cơm, nữa mình bỏ bớt cơm. Bây giờ mình cứ quay đi ha, mình không biết tự lỡ gì luôn á. Ồ, món euro này hết sảy nè. Tempura euro. Ê, xin mời quý vị thưởng thức nha. Đây, món gì đây? Ôi, hấp dẫn quá. Còn chỗ để không cô Hiếu? Để qua chung. Trời ơi. Bỏ cái chung này luôn đem đi. Cái này là Uống đi. Có hùng là của phần số 1 của con này. Bây giờ okay, con. Ở đây là của thằng con, không qua con. Ok, bây giờ đã được nửa hiệp rồi đó nha. Sau 5 phút 10 phút, sau 10 phút. Hai cái đây kìa. Sau 10 phút thôi cô Diễm. Rồi sau 10 phút thì cái gì nhìn nè, đó. Cũng đã được, đỡ được 2 phần 3 rồi ha. Và tốc độ đã giảm dần. Tốc độ giảm dần. Bắt buộc. Tuy nhiên có một người vẫn ăn điềm đạm. Sao cô Diễm ăn cái món Trust Me Baby chưa? Cô Diễm ăn chưa? Mà cô Diễm thấy Trust được chưa? Có Trust không? Trust chừng một nửa thôi. Ok. Là có 50% hả? Rồi. Trust Me Baby là trong đó là tempura roll, cái loại salmon, cái loại hình như là cái này là ốc dò dò nha quý vị. Đó, ốc dò dò họ cắt ra nè. Ok, sau khi ăn xong thì mình có mochi, kem mochi. Kem mochi cà phê. Sao ba người này ăn giống nhau quá vậy? Cũng kêu cà phê luôn vậy. Ba. Lộn hồng. Xin lỗi. Đây phụ mẫu nè. Đây có phụ lão nè. Rồi, và sau đây là chúng em đã cố gắng hết sức, nhưng mà cái bụng có hạn. Đó. Hết rồi đó. Cái bụng này mà còn chịu. Sao? Cái bụng này mà còn chịu. Giờ có câu đó.
Đó, sau khi mọi người đã ăn hết một cái ice cream mochi cà phê thì hình như là bụng như cái bụng không còn chỗ chứa nữa rồi. Bị thâu chỗ đó rồi, bụng quay em để em hớp bụng. Rồi, một chút xíu những cái hoạt động vui chơi nho nhỏ của mùa hè này gửi đến quý vị nha. Dẫn con đi nghỉ summer vacation nhưng mà người lớn chơi không con thì ngủ. Ngủ này quay quay quá khỏi. Ngủ tướng đẹp vậy không? Giờ mà mình ăn động vật mình thấy nó cái gì nha. Làm lễ nghỉ tờ con lo nhà đọc ở đêm ra. Cái vlog ngày hôm qua mọi có một số cái khán giả hỏi thăm ca sĩ Diễm Liên. Nói này là em của Diễm Liên. Nói sao Diễm Liên một lúc cô này? Cô ca sĩ nhỏ bé xinh xinh nhưng mà cái đàn hơi cao vút. Dạ. Đừng có chọc Diễm Liên nha quý vị. Quý vị uống ly bia, uống rượu mà để ly là hát một cái là ly nứt hết đó. Cái giọng hát, cái giọng hát gọi là giọng hát mà em có coi rất là lạnh lót thanh thoát mà là bể ly đó. Đúng không? Biến số em mà dưới bình luận dưới không sao nhỏ con mặt giọng lanh mặt giọng. Rồi, nhân đây thì thay mặt nữ ca sĩ Diêm Liên cảm ơn quý vị. Thank you, cô Loan, thank you, chú Lộc. Cô Hiếu. Cô Hiếu, thank you. Mama Thành. Mama Thành. Grandma Thành. Grandma Thành. Ok, rồi một chút vui của gia đình ha gửi đến quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Bye bye. Bye. Bye bye. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Ok chứ con già thì bắt luôn. Là trong bộ phim nè. Dạ ông ơi xin chào cô ạ. Ừ đúng mới đâu chú. Cái bên chủ cũ.